Hello và chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn coi một video mới. Và các bạn hãy lắng nghe thật rõ nha. Và đây là một trường mầm sao. Nên nghe và rất cảm động đó. Có khi các bạn nào mà cảm động quá, có khi chảy nước mắt nữa. Giờ đây ba mong con một lần nói ra cho giao diễn điều gì. Ngồi lặng im nghe con bị trường mắm non bạo hành mà ba chẳng biết. Đôi lúc con chẳng chia sẻ cùng ba, vì dường như lúc nào ba cũng quát mắng rầy la. Giọt lệ ùa rơi khi xem được clip liên dâm để thay cho rõ hơn, càng không thể tin con mình đây đau đớn hơn, càng nguồn sống bóng trong thu bé lại vừa bằng một đứa trẻ. Khi con bị đánh ba đá không kể bên sẽ gây vết thương trong lòng mãi mãi. Và từ ấy con đã không hồn nhiên nữa rồi. Chẳng một ai có thể kiềm sự tức điên khi clip con mình. Đừng ai càng ngăn tôi khuyên tôi cho qua chi vài câu xin lỗi. Con nít nước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ mama đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy được ngắm con mình đã nằm ngủ say. Đây là cái kết thúc nha các bạn. Mong các trường mầm non sẽ không đánh các em nhỏ nữa, cũng như bậc phụ huynh khác.
cũng đừng có la bắn bắn con nhỏ nghe. Yeah. Dạ, thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn.